tướng phụ Hải Bình thân. Trong giây phút này, ta tạm ngưng quốc sự luận bàn trong khoảnh khắc để nhắc lại một thâm tình dưỡng tử Minh Linh Đại Dương. Mời cha ngồi. Đại Dương, ngồi đi cha. Đội ơn Đại Dương. Cha ơi, cho phép con tựa đầu vào cha mà nhắc thuở ở biên đình. Lúc còn thơ trẻ, con bắn cung vợt kiếm giữa doanh trại quan du. Bỗng nhiên con thèm sương, cha tuôn bụi lướt sừng tìm thổ dân xin mật ngọt cho con. Tuy không phải suốt sàng, nhưng tình dưỡng tử nặng tở Thái Sơn. Mật ngọt nghĩa cha con cha trao về cho trẻ mà không hề hối tiếc. Hay. Cho đến lúc lớn khôn giữa chỗ đời đầy hiểu biết, con đã nếm vào mật ngọt của tình yêu thì cha nhẫn tâm quỷ diệt sao đành. Từng cùng với nghĩa mẫu dưới trăng thanh hòa hơi ấm, riêng cô lạnh lẽo âm thầm thì lịch dạy bị từng hôn. Cha hạnh phúc gia đình tuổi mộng trẻ bị vùi chôn, đạo lý của hoàng môn không có dạy cho mình ích kỷ. Tình thương nước yêu dân phải có lòng chung thủy, cha tranh chấp với nữ nhi miệng thế sẽ chê cười. Không, không, Tây Thi, Tây Thi đổi cho cha, dù dâu thảo cũng vẫn là phường chỉ chúng. Hả? Còn riêng đổi với nghĩa tử, dầu dở hiền cũng chỉ là gái hoài bơ. Nếu vậy, tướng phụ từ Sở Quốc đến Ngô Hoàng, giữa ta và Tưởng Tư, ai ngoại bang, ai dị chủ? Phụ sai, mi đã mê cuồng vì bóng sách. Phạm thượng, ai việt bàn gián điệp Tây Thi? Phi quân, chính nó là ác nữ hồ ly. Cầm miệng lại, ta thề sẽ giết nó bảo tồn cho Ngô Quốc. Quá lắm rồi. Nhờ có ta ngươi mới nắm được ngôi cao, ta giúp ngươi phá Sở, đánh diệt, uy danh lừng lẫy một góc trời. Rõ ngay vì sông mắt của mỹ nhân, ngươi xuống lĩnh giết một công thần khai quốc. Hỡi ba quân tướng sĩ, khi ta chết đi rồi nhớ cắt đầu ta treo cửa thành Nam, để ta nhìn quân diệt quốc càng vào biên cương dẫm bờ non nước. Máu lửa ngập đầy trên mảnh đất Cô Tô.
thù hận ngày xưa. Được cái nuôi dưỡng cho tới bây giờ, tắt ánh mặt trời non sông chìm trong bóng tối. Chẳng có con đường nào thoát đi khỏi cảnh đổ nát tan thương. Cho trọn vô tùng danh tiếng chẳng mờ phai.